Hãy cùng Hoa Ngữ phim xem tóm tắt tập 14 đến tập 19 bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao và đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong khi chờ đợi món ăn, Kỳ Tinh không biết từ lúc nào đã ngủ quên. Điện thoại đã gọi mấy lần nhưng không ai nghe máy. Hàn Đình tìm được nơi, đưa Kỳ Tinh về nhà. Ở trước cửa nhà trọ, bố mẹ Kỳ Tinh đều đang đợi. Để bày tỏ sự cảm ơn đối với Hàn Đình, bố mẹ Kỳ Tinh đã chủ động mời Hàn Đình cùng ăn cơm. Tại nhà Kỳ Tinh, Hàn Đình nhìn thấy con mèo hoang mà họ đã nhặt được cùng nhau 10 năm trước lúc mới về nước hàn đình cũng đã đi tìm con mèo này nhưng không thấy tung tích gì không ngờ kỳ tinh đã nuôi nó ở nhà hàn đình ôm con mèo vào lòng kỳ tinh ngồi bên cạnh sofa nói chuyện với anh bố mẹ bận rộn nấu sủi cảo trong bếp thấy con gái và hàn đình ở bên nhau rất hài hòa mẹ kỳ tinh lén hỏi hàn đình và kỳ tinh có hợp nhau không nhưng bố kỳ tinh lại nhắc nhở bà không nên mơ tưởng xa xôi chỉ cần mơ chút thôi là được lật lợi một mình ở quán cà phê gần đó gọi vài món ngọt định đón giao thừa ở quán cà phê nhàn dỗi không có việc gì cô đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội. Tô Chi Chu lúc đó đang ở trong phòng ngủ nhà mình, do dự không biết chúc mừng lật lợi như thế nào khi thấy dòng trạng thái của lật lợi. Anh đã tìm ra quán cà phê đó thông qua logo trên cốc cà phê, rồi đặc biệt đặt đồ ăn mang về, gửi đến cho lật lợi những chiếc sủi cảo nóng hổi. Lật lợi rất vui khi nhận được đồ ăn mang về, ban đầu tưởng rằng là tiêu diệu khiêm đặt cho cô, ai ngờ lại là điện thoại của Tô Chi Chu gọi đến. Lật lợi có chút thất vọng, cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và có vài lần qua đêm với tiêu diệu khiêm, coi anh như bạn trai của mình, không ngờ bữa ăn này lại do Tô Chi chu đặt. Sau bữa cơm đêm giao thừa, Hàn Đình đi dạo quanh khu vực với Kỳ Tinh, thấy Kỳ Tinh vẫn phải làm thêm vào đêm giao thừa, Hàn Đình đã chuyển khoản tiền tài trợ nửa cuối năm cho Kỳ Tinh. Động viên cô làm việc chăm chỉ, bây giờ vấn đề tiền bạc đã được giải quyết, chỉ còn xem Kỳ Tinh có thể hoàn thành sản phẩm trong hợp đồng hay không. Sau đó, Hàn Đình còn đề nghị chuyển địa điểm làm việc hiện tại của Kỳ Tinh đến Đống Dương và giá thuê có thể được giảm. Có một địa điểm làm việc tốt sẽ thuận lợi cho việc đàm phán kinh doanh và có thể dựa vào danh tiếng của Đống Dương để phát triển công việc khi kỳ tinh đưa đội của mình chuyển đến đống dương mọi người đều rất vui vẻ tăng địch rất tò mò tại sao hàn đình lại chuyển tinh thần đến đống dương cô mua một bó hoa tươi giả vờ đến cảm ơn kỳ tinh kết quả là trong văn phòng của kỳ tinh cô thấy bức tranh mà hàn đình tặng kỳ tinh cô lập tức sững sờ lật lợi nhìn qua cửa sổ thấy tăng địch cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh liền cảm thấy có chuyện gì đó đợi sau khi tăng địch đi cô nhanh chóng dùng điện thoại tra cứu nguồn gốc của bức tranh đó hóa ra là tinh thần bình giã bức tranh này có giá trị bảy con số do một họa sĩ rất nổi tiếng vẽ và mỗi năm chỉ vẽ một bức Kỳ Tinh kinh ngạc, lúc đầu Hàn Đình tặng cô bức tranh này một cách tùy tiện, còn nói rằng nó có chút lộn xộn giống phong cách làm việc của cô, không ngờ lại đắt giá như vậy. Tô Chi Chu nhận được quà đáp lễ của Lật Lợi, đó là một thẻ kiểm tra sức khỏe, chỉ cần là quà của Lật Lợi tặng, anh đều rất vui. Tô Chi Chu luôn muốn theo đuổi Lật Lợi, đồng nghiệp đều biết điều này. Hôm đó, Lật Lợi và các đồng nghiệp nữ khác nói về một chiếc túi mà cô ấy thích gần đây, cảm thán không có cơ hội mua. Tô Chi Chu ghi nhớ trong lòng, đồng nghiệp lén gửi cho anh hình ảnh của chiếc túi mà Lật Lợi thích. Tô Chi Chu lập tức tìm hiểu, mặc dù chiếc túi rất đắt, nhưng anh vẫn cắn răng mua nó. Đồ hiểu mông nghe tin Kỳ Tinh chuyển đến văn phòng mới, để chúc mừng bạn thăng tiến, cô đã mời lật lệ và Kỳ Tinh ăn gà rán. Ba người bạn thân cùng ăn uống và bàn về tương lai. Hiện tại, mỗi người đều đang làm công việc mà mình yêu thích. Kỳ Tinh rất biết ơn vì bạn bè luôn ở bên cạnh cô, trong khi lật lệ khiêm tốn nói rằng chính Kỳ Tinh đã giúp cô nhìn thấy tương lai tươi đẹp, sẵn sàng nỗ lực cùng nhau làm việc. Văn phòng mở rộng, để đẩy nhanh tiến độ, Kỳ Tinh bắt đầu tuyển dụng. Lật lệ và Tô Chi Châu đảm nhiệm phần nhân sự, họ đã phỏng vấn nhiều nhân viên mới, trong đó có một gương mặt quen thuộc, Hoàng Vi Vi. Nhớ lại, cô này vẫn là nhân viên của công ty Quảng Hoa, khi tàng địch sa thải kỳ tinh, chính Hoàng Vi Vi đã được chọn thay thế. Tô Chi Châu hỏi cô vài câu thông thường, Hoàng Vi Vi nhanh nhẹn trả lời trôi chảy. Tuy không có nhiều kinh nghiệm như lật lệ, nhưng Tô Chi Châu đã hứa hẹn rằng nếu cô thể hiện tốt sẽ được hưởng hoa hồng và cổ phần. Điều này làm lật lệ lo lắng vì hiện tại công ty Quảng Hoa và tinh thần cùng nằm trong một tòa nhà văn phòng, việc đào góc tường nhanh như vậy không tốt lắm quả thật nỗi lo của lật lệ không phải là không có cơ sở hoàng vi vi vừa nhận được thư mời từ tinh thần đã lập tức viết đơn xin thôi việc và nộp cho cấp trên ở quảng hoa thái độ kiêu căng hoàn toàn khác với hình ảnh ngoan ngoãn trước đây lâm chấn nhanh chóng báo cáo tình hình cho tàng địch điều này càng làm tăng địch có lý do để than phiền với hàn đình hàn đình trong thời gian này hiểu rõ hơn về công ty đông dương đã phát hiện ra một số vấn đề tiêu cực quản lý tài chính luôn thực hiện các hành vi nhỏ nhặt tham ô và nhận lại quả không ít khi đã nắm đủ bằng chứng anh đã nhanh chóng thay thế nhiều người bao gồm cả việc thăng chức cho La Bình người luôn làm việc âm thầm lên vị trí quản lý Hàn Đình mời Trần Ninh Dương của công ty kỹ thuật Hán Hải và La Bình gặp mặt trước buổi gặp anh nói với Trần Ninh Dương rằng hiện tại La Bình không biết rằng Hán Hải và Đông Dương là một nhà vì vậy không cần lo lắng tất nhiên vì sự an toàn cũng cần tiếp tục giữ bí mật Hàn Đình đã liên kết mạnh mẽ mong muốn sớm thực hiện lời hứa của mình Tàng Địch từng hợp tác với đối thủ của Đông Dương nay Hàn Đình trở về nước và tham gia vào Đông Dương cô bắt đầu tránh đối thủ nhưng vì hai người đã làm việc cùng nhau lâu việc tách ra cũng không dễ dàng đối phương nghe tin hàn đình liên tục có những động thái đổi mới lập tức gửi quà cho tàng địch hy vọng tàng địch cung cấp thêm thông tin tô chi châu chi một khoản tiền lớn để mua chiếc túi mà lật lệ thích ngày hôm đó anh mặc vest dự định mời lật lệ đi ăn tối ai ngờ vừa thấy lật lệ đã thấy cô mang chiếc túi mà anh định mua đồng nghiệp nữ xung quanh ngưỡng mộ và khen ngợi bạn trai của lật lệ chịu chơi còn nghe nói chiếc túi này đã hết hàng trên mạng toàn là hàng nhái cao cấp nghe xong tô chi châu toát mồ hôi chiếc túi anh mua qua mạng may mà chưa tặng nếu không bị lật lệ phát hiện là hàng nhái thì xấu hổ lắm. Lộ Lâm gia chuẩn bị mở một khách sạn, khi đang viết kế hoạch ở quán cà phê, anh tình cờ gặp lại Tô Hiểu Mông. Mỗi lần gặp lại đều khiến Tô Hiểu Mông e ngại, nhưng sau khi Lộ Lâm gia tặng một vài món quà, mọi sự ngượng ngùng đều tan biến. Tăng Địch lén tìm nhà cung cấp máy in 3D cho công ty của Kỳ Tinh, yêu cầu họ chỉ hoãn cung cấp nguyên liệu. Nhà cung cấp gặp khó khăn, nhưng Tăng Địch cố tình dùng danh tiếng của ông nội mình để ép buộc, đối phương chỉ đành tuân theo. Lật lệ phát hiện nguyên liệu chậm trễ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển phần mềm. Cô tìm cách tìm ra nguyên nhân. Một ngày nọ, Tiêu Dịch Hiếu lái xe đến đón cô, nghe về khó khăn gần đây của Lật Lệ, anh lặng lẽ chuyển tin cho Hàn Đình, vấn đề nhanh chóng được giải quyết. Tiêu Dịch Hiếu quen biết với tổng giám đốc Mã, người phụ trách nguyên liệu, sau khi gọi điện cho ông ta, tổng giám đốc Mã hứa hẹn rằng một tháng nữa sẽ giao hàng. Lật Lệ biết Tiêu Dịch Hiếu đã giúp đỡ, cô trách yêu anh vì sợ rằng sau này sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào anh. Dù trách yêu nhưng mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc, tình cảm của Lật Lệ đối với Tiêu Dịch Hiếu ngày càng nồng nàn tiêu dịch hiếu thường xuyên liên lạc với hàn đình lần này hàn đình gọi điện cho tiêu dịch hiếu mời anh đến nhà nấu ăn về vấn đề nguyên liệu tiêu dịch hiếu hỏi anh định xử lý thế nào hàn đình dự định thử thách kỳ tinh dù vậy hàn đình vẫn dành thời gian mời tàng địch đi ăn trong bữa ăn anh đã thẳng thắn nói rõ yêu cầu tàng địch không nên tập trung vào việc tính toán người khác hàn đình tỏ ra uy nghiêm tàng địch ngoài miệng nói rằng vì kỳ tinh đã cướp nhân viên của cô sau khi kỳ tinh chia tay với thiệu nhất thần thu tử bắt đầu tận dụng cơ hội để tăng cường gặp gỡ thiệu nhất thần thường xuyên đến nhà anh nấu ăn. Mỗi lần gặp Thiệu Nhất Thần, Thu Tử đều biểu hiện tình cảm, thậm chí còn tỏ tình rõ ràng. Nhưng Thiệu Nhất Thần vừa chia tay với Kỳ Tinh, chưa có ý định bước vào mối quan hệ mới. Thu... Kỳ Tinh đã chi thêm một khoản tiền để mua nguyên liệu của công ty đứng trước họ. Nguyên liệu đã được giải quyết, Hàn Đình còn tìm cho Kỳ Tinh một giáo sư có nhiều kinh nghiệm trong ngành in 3D. Mỗi khi có thời gian, Kỳ Tinh đều tranh thủ học kỹ thuật và quản lý. Gần đến ngày kiểm tra thí nghiệm, mọi người đều căng thẳng chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra thì máy in lại gặp sự cố. Khi đó, Kỳ Tinh và Hàn Đình đang ăn trưa tại căng tin trường đại học, cô nhận được cuộc gọi từ công ty báo máy in hỏng. Kỳ Tinh hoảng loạn, đây là lần đầu tiên nộp sản phẩm, không ngờ máy lại hỏng. Hàn Đình lái xe đưa cô về công ty, trên đường đi, anh đưa ra những gợi ý mang tính xây dựng, nói rằng vấn đề này không tách rời những sai sót trong quản lý hàng ngày, nhắc cô phải thưởng phạt rõ ràng, nếu không sau này khó mà có thành công. Kỳ Tinh có chút đắn đo, cô cảm thấy các nhân viên trong công ty như gia đình, không nỡ sa thải ai. Tin về sự cố máy in của Tinh Thần nhanh chóng đến tai Đông Dương. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, có người cố ý nêu ra chuyện này để đặt câu hỏi về công ty đầu tư mới. Hàn Đình nhận thấy những người này đều là phe của chị cả mình, hiện tại đang cố tình gây khó dễ. Anh bình tĩnh, yêu cầu mọi người cho tinh thần thêm thời gian, cam kết rằng nếu có bất kỳ tác động tiêu cực nào, anh sẽ chịu trách nhiệm. Kỳ Tinh và Lật Lệ hết sức cố gắng gọi điện, hy vọng có thể mượn máy từ công ty khác. Sau nhiều cuộc gọi, cuối cùng Kỳ Tinh đã liên lạc được với một công ty đồng ý cho mượn máy. Dù khoảng cách khá xa, Kỳ Tinh vẫn quyết định để Tô Chi Châu và Lật Lệ đi lấy máy suốt đêm ban giám đốc cố tình làm to chuyện của tinh trần hàn đình hiểu rằng không thể thiếu công lao của chị cả trong chuyện này lo lắng rằng những người này sẽ có hành động gì đó sau này hàn đình gọi điện cho tư dự tiêu bảo anh ta mua một số cổ phiếu giải rác của đông dương khi cổ phần của chị cả bị pha loãng sau này chị ta sẽ không có nhiều quyền lực kỳ tinh cùng với nhân viên làm việc thêm giờ vào ban đêm tiến hành lập trình cho chiếc máy in vừa mang về sau một thời gian dài thử nghiệm cuối cùng máy in cũng có thể hoạt động ổn định hàn đình mang đồ ăn khuya đến tinh trần thấy khuôn mặt hốc hác của kỳ tinh anh cảm thán rằng là một giám đốc công ty, cô không hề oán thán khi gánh vác sai lầm của nhân viên dưới quyền, thậm chí còn dẫn dắt họ làm thêm giờ. Đây không phải là hành động của một nhà quản lý trưởng thành. Kỳ Tinh cảm thán rằng bây giờ công ty mới khởi đầu, cô vẫn cố gắng cho nhân viên mới một số quyền sai sót, dù sao cô cũng đã từng trải qua khó khăn và muốn che chở cho nhân viên của mình. Gần đây, ông nội của Hàn Đình nghe nhiều tin đồn không tốt về Tinh Trần, ông từng khuyên Hàn Đình tìm một nhà quản lý chuyên nghiệp để điều hành công ty. Bây giờ Hàn Đình vẫn kiên quyết sử dụng Kỳ Tinh và không dao động cho đến phút cuối cùng. Ông nội bắt đầu nghi ngờ quyết định của Hàn Đình. Chị Cả đã tìm được người, cô ta dự định cài người thân tín của mình vào Tinh Trần để có thể nắm bắt thông tin đầu tiên bất cứ lúc nào, thậm chí còn soạn thảo sẵn hợp đồng thuê ngoài. Hàn Đình bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhắc nhở chị Cả rằng thời gian hẹn chưa đến, không thể đưa ra kết luận. Quả thật vào phút cuối cùng, kỳ tinh mang thành phẩm của máy in đến kịp thời, thấy trên đó có con dấu đỏ của bộ phận kiểm định chất lượng, Hàn Đình rất hài lòng, lập tức chuyển phí thí nghiệm giai đoạn tiếp theo cho kỳ tinh. Chị Cả tức giận rời khỏi văn phòng, Hàn Đình rất thích thú anh đưa thư mời triển lãm y tế trí tuệ nhân tạo vừa nhận được cho kỳ tinh loại triển lãm ngành cao cấp này các doanh nghiệp nhỏ không có cơ hội tham gia một lần nữa nhận được sự khẳng định từ hàn đình kỳ tinh cảm thấy may mắn khi gặp được hàn đình từ khi tô chi châu biết bạn trai của lật lệ mua túi sách thấy khoảng cách giữa họ anh bắt đầu cắm đầu vào công việc làm thêm giờ mỗi ngày một người bạn tốt nhìn thấy hai quầng thâm đậm trên mắt tô chi châu khuyên anh dù chia tay cũng phải chú ý sức khỏe bây giờ tô chi châu trở nên trầm lắng hơn bắt đầu tập trung vào sự nghiệp lật lệ chủ động tặng bàn trải đôi cho tư dự tiêu, cô xem tư dự tiêu là bạn trai, nhưng không biết rằng người khiến cô rung động này là một tay lãng tử, mỗi đêm đều có các cô gái khác nhắn tin cho anh ta. tư dự tiêu không phải là người trung tình, thấy lật lệ dần dần quan tâm đến mình, trong lòng anh ta không thể không tính toán cách tìm lý do để rút lui. Lộ lâm gia kéo tô hiểu mộng đến xem quán ba mới sửa sang của anh ta. lần trước nghe thấy tô hiểu mộng thích không khí quán ba, lộ lâm gia đã đặc biệt trang trí theo kiểu đó, không chỉ có cảm giác rất có không khí mà còn có thiết bị âm thanh chất lượng, rất hiện đại. Lộ Lâm Gia còn đặc biệt hát một bài để góp vui cho Tô Hiểu Mộng, nhưng giọng hát của anh ta cũng chỉ ở mức trung bình, hát đến một nửa thì không hát nổi nữa. Lộ Lâm Gia mời Tô Hiểu Mộng hát, dù sao cô cũng xuất thân chuyên nghiệp, giọng hát của Tô Hiểu Mộng như tiếng trời, khiến Lộ Lâm Gia không thể không cảm động, từ đó tự kiểm điểm lại vì sao ban đầu lại có định kiến với cô ấy. Kỳ Tinh và Hàn Đình cùng tham gia hội trợ y tế trí tuệ nhân tạo. Dù là đến tham gia triển lãm, Kỳ Tinh cũng không hề lơ là, trong phòng miệt mài học bổ sung các nội dung cần lưu ý của triển lãm lần này cuối cùng cũng đến giờ ăn cô ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu gọi món vừa hay gặp hàn đình phong cảnh nơi xa thật đẹp kỳ tinh vui mừng vì lần đầu tiên có cơ hội tham gia triển lãm như vậy tâm trạng rất tốt trong lúc đợi món còn trò chuyện với hàn đình nhưng tranh địch không mời mà đến không được phép đã ngồi xuống bên cạnh hàn đình ra vẻ như bà chủ tịch mở miệng liền kể những chuyện xấu hổ của kỳ tinh khi cô ấy còn làm việc dưới tay mình kỳ tinh bị mất hứng nói vài câu khách sáo rồi rời đi tàng địch nghĩ rằng gia đình mình giàu có và cô rất xứng đôi với hàn đình cả về thân phận lẫn năng lực chắc chắn có thể cạnh tranh với kỳ tinh nhưng cô không hiểu rằng trong lòng hàn đình chỉ có kỳ tinh và mối tình đó đã được gieo mầm từ 10 năm trước giờ đã ăn sâu bám rễ sau khi kỳ tinh rời khỏi nhà hàng hàn đình cũng yêu cầu phục vụ gói mang về anh không chịu ở lại ăn tối với tàng địch chỉ lịch sự gọi cho cô một bát mì ý thường hà tình cờ ăn tối tại nhà hàng này và chứng kiến toàn bộ sự việc anh ta cố tình nhân cơ hội đến chỗ ngồi cạnh tàng địch tặng cô món quà xa xỉ hy vọng cô sẽ rút khỏi cổ phần của đông dương đồng khoa sẽ dành cho cô đãi ngộ tương tự Tăng Địch rất rõ điều này nhưng vẫn từ chối khéo léo. Hàn Đình đến bờ biển, mang theo hộp mì ý cho Kỳ Tinh và dặn dò cô phải khéo léo trong công việc. Anh nhắc cô rằng việc vừa mới chặn lời Tăng Địch sẽ khiến cô bị người ta tính kế sau này. Kỳ Tinh không phục, cho rằng Tăng Địch đã tính kế mình từ trước, giờ cô mới thoát khỏi tầm tay của cô ta. Hàn Đình cười, nhắc Kỳ Tinh rằng lần trước việc nguồn cung nguyên liệu bị cắt đứt là do có người đứng sau phá hoại. Kỳ Tinh cuối cùng hiểu ra rằng việc để lộ tài năng không phải lúc nào cũng là điều tốt. Diễn đàn cao cấp được tổ chức đúng như kế hoạch, kỳ tinh đến hội trường từ sớm đặc biệt chào hỏi tàng địch thấy tàng địch và hàn đình ngồi ở hàng đầu kỳ tinh hiểu rõ sự chênh lệch dù vậy cô vẫn chăm chú lắng nghe kinh nghiệm của những người đoạt giải trên sân khấu hàn đình nói về triển vọng phát triển công nghệ tương lai với phong thái của một người thành công kỳ tinh mê mẩn ngắm nhìn thời trung học hàn đình ít nói và không nổi bật giờ đây rõ ràng anh ấy đã luôn âm thầm chuẩn bị và chờ đợi cơ hội trong quá trình tương tác với đồng nghiệp kỳ tinh rất tích cực giơ tay đặt câu hỏi nhưng hàn đình không chọn cô cuối cùng khi kỳ tinh đã từ bỏ Hàn Đình lại chủ động mời cô đặt câu hỏi. Sau khi trả lời câu hỏi của Kỳ Tinh, anh còn đặc biệt giới thiệu công ty Tinh Thần, gọi đó là ngựa ô trong ảnh. Mặc dù mới thành lập không lâu, nhưng công ty có trình độ khoa học công nghệ rất cao, khả năng nghiên cứu và phát triển mạnh. Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Kỳ Tinh, cô biết rằng Hàn Đình đã cố ý quảng cáo cho công ty mình. Tại buổi triển lãm, có rất nhiều nhân vật lớn trong ngành tham gia, gian hàng của công ty Kỳ Tinh hơi lép vế, nhưng cô động viên nhân viên không nên nản chí. Là người lãnh đạo, kỳ tinh tự mình cầm tài liệu quảng cáo giới thiệu cho những khách hàng tiềm năng sự nỗ lực đã đem lại thành quả một số khách hàng đã nhận tài liệu giới thiệu sản phẩm và trao đổi liên lạc tô chi châu cũng tích cực giới thiệu sản phẩm khi nghe lật lệ nói tối nay có cuộc gặp gỡ anh đặc biệt đề nghị đi cùng để gặp gỡ khách hàng dù đó là việc của phòng kinh doanh nhưng lật lệ nghe nói tô chi châu có nhiều kiến thức trong buổi giới thiệu kỹ thuật chuyên môn nên đồng ý dẫn anh theo